Lúc bé Lại mang mấy gói xôi đậu phộng xuống trại vịt thì hai thằng nhỏ đã đi rồi. Nhìn nồi chuối nóng hổi mới luộc xong bị cắt bớt mất mấy trái, còn đặt trên bếp, lửa củi thì tắt ngóm. Con nhỏ nghẹn ngào chảy nước mắt. Má ác quá hà, bà đói tụi nhỏ đến nỗi phải nấu cả chuối xanh ăn dằn bụng. Con thật không hiểu má nữa. Lại lấy tay quệt nước mắt, bước vào trong căn chòi ngó quanh quất. Đồ đạc quần áo của hai đứa nhỏ đâu hết rồi? Nó chợt hiểu ngay, cu cò đã bỏ về ngoại, không chừng còn dắt theo cá liềm kìm. Không nghĩ ngợi nhiều, con nhỏ chạy nhanh ra đường đuổi theo. Nhưng đi một quãng xa mà vẫn không thấy tăm hơi lũ trẻ. Bé Lại lẩm bẩm: sao tụi nó đi lẹ vậy cà? Trong lòng con bé chợt thấy bực bội. Bỏ đi cũng không thèm nói một tiếng. Hay cu cò giận nó vì không có lời nào bên vực lúc ban sáng? Trời ơi, làm sao nói gì được. Bả Lại nói cũng vô ích, má có thèm nghe nó bao giờ đâu. Khi ngang qua miếu bà 12, Lại bất chợt trông thấy mấy cái vỏ chuối vứt lăn lóc bên vệ đường. Nhìn lối mòn nằm cạnh ngôi miếu, tự nhiên nó nảy ra ý nghĩ: hay là hai thằng nhỏ đã rẽ vô bờ sông, lén lút đi trốn thì phải tránh tai mắt thiên hạ chứ. Nghĩ vậy, nó liền rẽ vô vườn, men theo lối đi nhỏ xíu đó, cố đuổi cho kịp. Nếu không gặp thì tới thẳng luôn nhà ngoại cũng chẳng sao. Hai thằng nhỏ vừa đi vừa tám chuyện câu cá nên đang cuốc bộ rề rề. Chạy được một chút thì bé Lại trông thấy tụi nó từ xa nên cất tiếng kêu lớn. Tới đây nó cũng đã mệt muốn đứt hơi rồi. Cò ơi, Kim ơi, đứng lại. Nghe gọi tên, Liêm Kim biếu lấy tay cu cò: anh hai, ai như chị Lại kia. Hai đứa nhỏ nhìn nhau rồi đứng lại chờ. Con bé từ xa lúp xúp chạy tới. Đến nơi, nó gần như cúi gập người xuống, thở dốc vì mệt. Lại thở hào hển, trách móc: hai đứa bay đi nhanh quá hả? Ta đuổi theo mệt muốn chết. Bỏ đi mà không thèm nói tiếng nào, bạn bè gì kỳ vậy? Cu cò tỏ ra biết lỗi, nhưng nó cũng hơi ngạc nhiên. Tại tụi tao phải về gấp, để trễ thằng Kim trốn sao được. Mà sao mày biết tụi tao đi ở trong này hay vậy? Con bé nhìn cu cò nhe răng cười méo xẹo: mày lôi nó đi theo, không đi đường tắt cho lẹ, chứ không lẽ cứ ngờ ngờ ngoài lộ cho người ta thấy. Tụi bay gan quá hen. Có gì mà gan? Tao không biết, chỉ thấy mày dắt nó theo thì không ổn chút nào, coi chừng bị bắt lại đó. Cu cò cứng đầu: tao không sợ, chỉ biết là không bỏ nó lại được. Cô Sáu phát hiện ra thằng Kim trốn đi luôn chưa? Hay là mày thèo lẻo với cô Sáu rồi? Chưa, má đang đi khui hụi, còn lâu mới về. Mày nói nghe kỳ quá nha. Nhưng cô Kim reo lên: cô Sáu chưa hay, đỡ quá, em đang sợ thấy mồ nè. Thằng cò nhìn con bạn vẫn còn đang thở hào hển, mặt mày xanh lét, nó thắc mắc: chạy theo tụi tao chi cho mệt vậy? Bé Lại ngồi phệt xuống gốc dừa: ngồi nghỉ chút đi, tao đem xôi cho hai đứa bay nè. Cá Liềm Kìm reo lên trước tiên: hay quá, em thèm xôi. Thấy hai thằng nhóc ngốn sạch mấy gói xôi trong nháy mắt, nhỏ Lại tiếc rẻ: ít quá hả? Biết vậy lúc nãy tao mua 4 gói. Cu cò không trả lời, nó nhìn con bạn rồi hỏi sang chuyện khác: sẵn có mày ở đây, tao muốn nhờ một việc được không? Việc gì? Thằng bé nghiêm trang: đi theo tao về nhà lấy tiền mang về trả cô Sáu. Nói thiệt là tao không muốn quay lại đó nữa. Con bé nhìn nó gật đầu: được rồi, tao sẽ đi theo tụi bay,
Khi cả bọn dìa tới nhà thì đã trưa trời trưa trật. Nhìn đám con nít xuất hiện ngay trước mặt, bà ngoại tưởng tụi nó dìa chơi. Sao bị dìa trễ quá vậy? Ăn cơm gì chưa? Thằng cò vô thẳng vấn đề. Ngoại à, con nghỉ việc ở chỗ cô Sáu rồi, bây giờ về nhà luôn. Bà ngoại hốt hoảng. Ủa, vậy hả con? Có chuyện gì không? Cô cò ngó ngó con lại, rồi kể lại hết mọi chuyện. Nghe tới đâu, bà than trời tới đó. Cuối cùng, nó nói: Ngoại à, lấy 10 triệu để con nhờ lại đem về trả cô Sáu. Bà kêu lên: Ôi, tội nghiệp cháu tôi. Tuy nói vậy, nhưng ngoại cũng vội đứng lên đi vô buồn. Bé lại ngồi cúi gầm mặt nãy giờ buồn so, không nói tiếng nào. Bỗng nhiên, nó lôi cái túi nhỏ đeo ở lưng quần, lấy ra mấy tờ tiền 500 đưa cho cu cò. Cho tao phụ với mày 4 triệu. Thằng bé kinh ngạc lùi lại. Gì kỳ vậy? Tiền của mày sao đưa tao? Bé lại vừa nói vừa khóc thút thít. Nếu có nhiều tiền hơn, tao cũng sẽ đưa hết cho mày. Coi như cho tao xin lỗi. Đừng ghét má tao nữa nghe. Bà ngoại đã ra tới. Bà vuốt tóc con nhỏ rồi nói: Con bé tốt bụng quá hà. Bà cảm ơn con. Bây ra sau rửa mặt, chờ ngoại nấu cơm. Cú cò rụt rè nói với bà: Ngoại ơi, cho liềm kìm ở đây với mình nha. Bà ngoại già biết giữ thằng bé ở đây sẽ gặp rắc rối với Sáu Bông và với cả ba má của nó nữa, nên cũng có hơi băn khoăn. Ở thì ở chứ, nhưng ngoại chỉ sợ người ta tới kiếm chuyện thì mình không có đường giải thích. Cú cò nói cứng: Ngoại à, chuyện đó để con lo, con sẽ giấu nó thiệt kỹ. Kỹ gì thì cũng có ngày lòi ra thôi con ơi. Thôi kệ tụi bay, tới đâu hay tới đó. Thằng bé ôm lấy bà: Tụi con cảm ơn ngoại. Bà của con là nhất trên đời. Bà ơi. Gì nữa? Giờ này đổ bánh xèo được không? Sao không được? Bây thèm thì ngoại làm. Hoan hô, để tụi con phụ với ngoại một tay. Nghe đám con nít hò reo, không ai nghĩ rằng cả đám đang trải qua đợt khó khăn nhất. Ngay cả thằng cò mới mất bén 6 triệu mà bây giờ xem ra lại là đứa vui vẻ nhất. Không vui sao được, nó giận con lại từ sáng, không chịu nói vô tiếng nào. Nhưng bây giờ thì nó biết con bé vẫn luôn đứng về phía mình. Cú cò nhìn con bạn đang mò ra sau nhà cùng với liềm kìm, đi hái rau dại, lát nữa cuốn bánh xèo. Nó kêu lên: Tụi bay ngắt nhiều nhiều sao nhái đi nha. Để tao trèo lên cây hái một mớ lá xoài với lá mận non nữa, ăn bánh xèo ngon hết sảy. Ừ phải đó. Bà ngoại trong bụng thì vẫn có cảm giác lo lo. Thằng cò mất việc rồi sẽ làm cái gì đây? Còn chuyện thằng liềm kìm nữa, tới ở mà không xin phép ai hết. Sao lúc nào cũng có chuyện vậy cả, không bao giờ được yên ổn hết trơn á. Nhưng rồi lát sau nhìn đám con nít chạy nhảy tíu tít hái rau, bà cũng thấy vui vui, tạm quên những lo lắng. Dù sao đông vui như vậy là ngoại thích rồi. Kệ cha nó, trâu già đâu có sợ dao phay. Bà sẵn sàng đương đầu với mọi bất trắc gì đi nữa. Bà kêu lớn: Co à, hái cho ngoại trái dừa khô. Dạ con biết rồi. Giọng con lại léo nhéo: Để con nạo dừa cho ngoại ơi. Tụi nó về nhà bất tử nên trong khạp chỉ còn miếng thịt ba rọi mới mua hồi sáng. May mà có nó, chứ không thì trơ mỏ ăn bánh xèo chay rồi. Cũng không có tôm tươi. Thôi kệ, ngoại vô nhà lấy ít đậu xanh đem ngâm. Có thêm thứ này vô, bánh xèo ăn bùi bùi, ngon bá cháy. Bữa tiệc bánh xèo coi vậy mà vui bất ngờ. Thằng liềm kìm vẫn háo hức như thường lệ. Bây giờ tới ba đứa ngồi ngóc mỏ chầu chực lận.
Ngoại chiên xong cái nào là tụi nó quất liền cái đó. Từng đứa, từng cái một, nóng hôi hổi. Ngon đến nỗi cô Kiềm rên rẫm vì nôn nóng. Trời ơi, ngon quá đi hà. Phải chi có ba cái chảo hen. Một cái bị chờ lâu quá hà. Bà ngoại nhìn nó bật cười. Ngoại có hai cánh tay hà, bày ráng xíu đi, ăn chậm mới ngon. Dạ. Con lại ra vẻ người lớn, lên tiếng mắng ác cụ Kiềm. Cái tật thằng này cố ăn không bỏ. Nãy giờ ngoại chỉ ngồi chiên, chứ có được ăn cái nào chưa? Ngoại ngó tụi bay ăn cũng no rồi, đừng lo con ha. Sau khi ăn xong, ba đứa nhỏ ra bờ rạch ngồi hóng mát. Bé Lại hỏi cu Cò: giờ mày tính sao? Định làm gì? Cá Liềm Kiềm lanh chanh nói hớt liền: tụi em đi câu cá cho ngoại bán. Cu Cò nói như người lớn đang lên kế hoạch làm ăn. Giờ thì cũng còn chút vốn, tuy không nhiều lắm ha, nhưng đủ mua một chiếc xuồng câu nhỏ, gắn mấy đuôi tôm. Tụi tao sẽ cặm chà, giăng lưới dọc con rạch này, kiếm tôm cá bán cho lái. Mày thấy được không? Ngoài ra, tao cũng tính dọn dẹp trồng cái gì đó trên khoảnh vườn nhỏ này. Rồi còn làm cái gì nữa thì từ từ tính tiếp. Bé Lại nghe chăm chú và phục lăng thằng bạn: mày giỏi quá hả? Tao thấy được đó. Giỏi gì, chừng nào kiếm ra tiền mới biết hen. Nhưng mày có đủ tiền làm vốn không? Cú Cò suy nghĩ một chút rồi trịnh trọng nói: cái vụ câu cá thì chắc cũng tạm đủ, mà cũng không biết nữa. Thôi, có nhiêu làm nhiêu. Bỗng bé Lại có ý kiến: để tao kiếm thêm tiền cho hùng vốn với ngang. Thiệt không đó? Thiệt mư, tao sẽ góp vốn cho mày làm. Đồng ý đi. Cu Cò vui vẻ gật đầu. Có gì mà không đồng ý. Nhưng nói trước, lỗ vốn thì đừng có khóc nha. Tao không sợ. Chợt thằng bé trầm ngâm, nhìn con bạn, nói với vẻ lo lắng: nhưng mà theo tao thì mày sắp cực rồi. Con nhỏ ngạc nhiên hỏi lại: sao cực? Ủa, tụi tao đi hết rồi. Theo mày nghĩ thì 1000 con vịt mới nhập trại, ai coi nè? Mặt con bé biến sắc thấy rõ. Ừa ha, tự nhiên tao quên mất chuyện đó. Thấy chưa, có 1000 con, cụ Sáu sẽ để mày chăng, chứ không có mướn người đâu. Bé Lại ra vẻ thản nhiên. Coi thì coi, tao đâu có ngán. Chỉ sợ... Sợ gì? Thì sợ buồn chứ sợ gì. Lại lay hoay một mình ngoài đồng, y như mày lúc trước á. Cua Cò đặt tay lên vai bạn an ủi: đừng có lo hen. Mỗi chiều sau 5 giờ, tao với thằng Kiềm qua đó phụ mày lùa vịt, lượm trứng, chơi với mày cho đỡ buồn. Con nhỏ reo lên: thiệt không? Tớ chịu liền. Thằng bé ngó con bạn gật gật đầu, tỏ ý trấn an. Mấy đứa nhỏ ngồi tám chuyện rôm rã thì nghe có tiếng xôn xao từ trong nhà vọng ra. Cả bọn im lặng lắng tai nghe ngóng. Con Lại khẽ nói: hình như má cho người xuống đây kiếm thằng Kiềm. Nghe nói tới mình, Cá Liềm Kiềm tái xanh mặt mũi. Nó nhõm dậy tính bỏ chạy, nhưng cu Cò ấn vai bắt ngồi yên. Mày ngồi yên ở đây, để tao với Lại vô trong nhà coi chuyện gì. Nếu thấy động tĩnh, có ai ra đây tìm kiếm thì chạy lên phía trên chỗ lùm dừa nước bự nhất đó, núp vô. Hay là kiếm cái cây nào xum xuê tùm một chút, leo lên trốn, được không? Thằng Kiềm sợ hãi nhưng cũng gật đầu như máy: dạ được, em biết rồi. Bé Lại với cu Cò rón rén đi vào nhà. Hai đứa núp sau cánh cửa xem coi có chuyện gì. Nhưng giọng của Sáu Bông vang lên rỗng rãng, làm hai đứa giật bắn mình. Con biết thằng Cò dắt luôn thằng Kiềm về đây. Nếu không phải thì đi đâu được chứ? Thằng đó khờ hịch hà, tự nó không biết trốn đi đâu. Giọng bà ngoại chối bai bãi làm cu Cò hết hồn.
Đó là chuyện nhà cô. Sao tới đây hỏi tôi? Mà đã hỏi thì tôi trả lời là không. Nó láo chết liền đó. Thằng cò gì đây với con lài thì có. Hả? Trời ơi, cái con này. Bé lại lúc này thản nhiên bước ra. Nó nói tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Má, xuống đây chi vậy? Sáu Bông nhìn con hỏi liền. Sao mày ở đây? Thằng Kim đâu? Cu cò cũng bước ra, ngồi xuống đất bên cạnh bà ngoại. Con bé lại làm ra vẻ ngạc nhiên. Con đâu có biết, nó ở nhà chứ đâu. Còn con theo cu cò về đây lấy tiền. 10 triệu nó đưa nè, má cất đi. Vừa nói, nó vừa chìa xấp tiền ra trước mặt Sáu Bông. Cô hơi lúng túng, vẻ ngượng nghịu thấy rõ. Nhưng tiền mà, nên cô cũng cầm lấy ngay. Con lại nói tiếp với giọng giận dỗi. Nó không muốn gặp lại má, nên con phải theo dìa đây lấy tiền. Bây giờ xong rồi, dìa thôi. Từ nay không ai nợ ai hết. Nói xong, nó quay lại cúi đầu chào ngoại. Thưa bà, con dìa ạ. Ừ, dìa đi con. Con nhỏ quay lưng bỏ ra sân. Thấy Sáu Bông vẫn ngồi tần ngần ở đó, bé lại kêu toáng lên. Má dìa chưa, còn ngồi đó làm chi nữa? Mình con đi lấy tiền được rồi, má xuống đây làm gì vậy? Sáu Bông cúi chào bà ngoại, rồi cũng ra theo. Cô trả lời con gái. Tao đâu có xuống đây lấy tiền, mà đi kiếm thằng cá liềm kìm. Nó ở trại dịch chưa có ở đây đâu mà kiếm. Mắc kỳ quá hà. Đã nói là nó không có ở trại mà. Vậy chứ ở đâu? Trời, làm sao tao biết? Phen này ba má nó hỏi thì trả lời sao hả? Ai biết gì má. Giọng hai mẹ con bàn luận cứ văng vẳng một lúc, đến khi đi khuất rồi mới hết. Cú cò thở phào. Nó chạy ra sau nhà tìm cá liềm kìm. Cú Kim, mày đâu rồi? Có tiếng lục đục vang lên sau lưng, khiến cu cò quay lại. Từ trong cái lu bự đã cạn nước mưa, đặt trong góc nhà dưới ống máng xối, thằng nhóc đội cái nắp gỗ từ từ trồi lên. Cu cò cười sặc lên một tiếng, rồi chạy lại. Nó xốc hai bên nách, e ạch lôi thằng cu kìm ra ngoài. Tao biểu mày chạy xuống kia trốn, chứ đâu có biểu mày chui vô lu hả thằng quỷ? Vô đi trốn là chắc ăn nhất đó anh hai. Ờ, hay quá hen. Nhưng cuộc sống của mấy bà cháu có được sống yên biển lặng không? Cu cò cứ tưởng rằng trải qua bao nhiêu chuyện khó khăn như vậy thì chắc chẳng thể khổ hơn được nữa. Nó tính sáng mai khởi sự tiến hành đi hỏi thăm mua sắm thuyền câu để tập tành nghề sông nước và bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng rồi, cho đến một ngày, chỉ sau hôm đó có vài ngày, bà má trời gầm của nó lại xuất hiện. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, ngó đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng. Trước khi rời khỏi phòng, Tư Hợi bỗng dưng nổi cơn, muốn tiến lên áp tai vào vách một lần nữa. Có lẽ chị ta thèm nghe lại lần cuối cái thứ âm thanh nhạy cảm ấy cho đỡ ghiền, và làm hành trang mang theo về quê, giả từ những tháng ngày rậm rật, không biết đến khi nào mới có lại. Nhưng lạ nghe, cái tiếng lịch kịch gập ghềnh của cái chân giường đâu mất rồi. Thay vào đó là âm thanh giường chiếu rung lên kinh kích đầy quyến rũ. Ôi, cái thứ tiếng động này nghe phê như con tê tê. Tư Hợi than thở vì hối hận. Trời ạ, à, sao mình có thể bỏ lỡ mười khá này vậy trời? Sức trâu thiệt đáng nể nghe. Bởi vậy con vợ nó đâu có chịu buông. Ai, thật là của quý hiếm. Tiếc quá hà. Nghĩ tới chuyện giờ này một mình vác mớ đồ nặng chịch ra ngoài đường vắng vẻ, chỉ thấy ngán ngẩm muốn chết. Nhưng ngán rồi có không đi được không? Ai, chán quá đi mất. Chợt có tiếng đập cửa rất nhẹ. Tưởng nghe nhầm, chỉ cố giỏng hai cái lỗ tai lên nghe ngóng. Bộp bộp. Tiếng gõ rất nhỏ, như sợ kinh động chòm xóm,
giữa đêm khuya thanh vắng. Tự nhiên Tư Hợi thấy sợ. Giờ này mà ai kiếm mình vậy cà? Không lẽ Mười Khá? Có mà mơ. Nhưng một giọng nói thì thào vang vọng vào nhà, làm như cái miệng đang áp sát vào khe cửa. Tư Hợi à, anh nè, ba cà chớn nè, mở cửa giùm anh đi cưng. Má nó, thì ra cái thằng chết tiệt, chờ đến phút 89 mới vác đít về đây. Hay bị con kia đá đít mày rồi? Hả cái thằng trên răng dưới dép? Chợt như hết kiên nhẫn, tiếng gọi đó như quát to lên, bất ngờ, làm Tư Hợi giật mình phát hoảng. Mở cửa đi. Chị lật đật chạy ra, kéo then cài. Phải cho vô, chứ không nó đánh thức cả xóm. Ba cà chớn hấp tấp lách nhẹ vào phòng, rồi đóng sập cửa lại. Nhưng khi nhìn thấy Tư Hợi ăn mặc chỉnh tề, kín mít, bên cạnh là mấy túi đồ lỉnh kỉnh để sẵn, như đang chuẩn bị cuốn gói, ba cà chớn thất kinh kêu lên: Nửa đêm mà em định đi đâu vậy? Về quê chứ đi đâu. Ai cho ông tới đây? À, mà tôi trả phòng rồi. Ông muốn trọ thì cứ đóng tiền mà ở. Thằng Giang manh tiến lại gần, quàng tay quặp chặt lấy người đàn bà. Gã cố gắng dùng lời ngon tiếng ngọt để thuyết phục người tình. Thôi mà cưng, anh biết lỗi rồi, bỏ qua cho anh đi hen. Anh yêu em mà. Ông bị con đó đá đít rồi mới lộn về đây, chứ yêu quỷ gì. Yêu, yêu cái con khỉ. Em cứ vậy không hả? Đi mấy ngày mà anh nhớ thấy mẹ luôn á. Anh chợt phát hiện ra chỉ có em mới là người đàn bà duy nhất ngự trị trong tim anh. Má nó, tới giờ nó ca cải lương rồi sao cả? Tư Hợi bật cười ha hả. Chỉ quên rằng mới có 2 giờ sáng. Nếu chịu khó để ý, chị sẽ nhận ra âm thanh kiểu kịt từ phía bên kia bức vách đã ngưng bặt. Và có lẽ thiên hạ cũng đang tò mò, giỏng lỗ tai lên nghe ngóng. Ông làm tôi muốn ói rồi nha. Nhưng mặc cho người đàn bà đang lèm bèm muốn nói gì thì nói, tay trái của gã vẫn cứ giữ chặt eo ếch, còn tay kia nhanh nhẹn tháo gỡ mấy cái nút quần áo, cố lột đồ Tư Hợi. Ba cà chớn nôn nóng đến nỗi không kìm được tiếng cằn nhằn. Đêm hôm mặc gì mà nhiều thế này? Chị lơ mơ đáp lại trong vô thức. Không lẽ ở truồng ra đường? Ban đầu Tư Hợi còn làm bộ cửa quậy vùng vẫy, nhưng đôi tay ma thuật của gã đàn ông tức thì đánh thức cơn hứng tình đang tạm nằm yên mấy bữa nay. Dục vọng trỗi dậy phừng phừng, không có gì có thể ngăn cản nổi. Cả tuần nay chị cũng chỉ mong muốn có nhiêu đây thôi mà. Thế là trong phút chốc, tiếng lít kít và kéo kẹt bắt đầu vang lên, kèm theo những tiếng rền rỉ trầm bổng nghe du dương như phát ra từ trong phim Hollywood. Có lẽ lúc này hai vợ chồng phòng bên đã bị đánh thức hoàn toàn, và họ đang thưởng thức thứ âm thanh rộn rịp nhịp nhàng này vang lên rõ mùng một từ bên kia bức vách. Đúng vậy, Mười Khá nói thì thầm vào tai vợ: Thấy người ta mừng ăn dữ dội chưa? Cứ ở đó mà ghen bậy. Chị vợ nũng nịu: Ai biểu anh qua bển lúc cha kia đi vắng chi? Mà tối giờ tụi mình cũng đâu có kém gì. Mừng nữa đi anh. Theo tình hình này, hình như hòa bình đã tạm thời được vãn hồi tại mấy căn phòng nồng nặc mùi tình yêu trong khu trọ. Gần trưa hôm sau thì mọi người mới chịu thức giấc trong cảm giác mệt mỏi đầy khoan khoái. Dù còn nằm ưỡn ra trên giường, nhưng Tư Hợi lên tiếng trước tiên: Giờ là lúc tỉnh táo để bàn chuyện quan trọng. Ngày mai đến hạn đóng tiền nhà rồi, anh ba tính sao? Ba cà chớn uể oải đáp, trong khi hai mắt vẫn nhắm tịt. Đêm qua gã phung phí sức lực quá nhiều trong nỗ lực làm hòa với người tình. Tới hạn thì đóng, chứ hỏi gì nữa. Nhưng chị Tư
vẫn lì lợm chưa thôi. Tiền đâu đóng? Anh có không? Tại chỉ có cái đít không, nên mới bị con kia tống cổ về lúc nửa đêm chứ gì. Gã này mở mắt ra cằn nhằn. Giờ muốn kiếm chuyện hả? Sao đêm qua không ngon gây sự đi? Sời, đêm qua anh có để yên cho em gây không? Vậy thì anh bịt miệng em lại ngay bây giờ nghe. Tuy rất ham hố, nhưng Tư Hợi vẫn đủ tỉnh táo, trèo qua người gã đàn ông, bước ra khỏi giường. Chỉ lắc đầu. Không, chuyện đó để tối, giờ phải bàn chuyện tiền bạc. Cạn túi thì khỏi còn chỗ ăn chỗ ở gì nữa hết á. Ủa, vấn đề đó bàn lâu rồi mà, sao giờ này còn hỏi? Tại sao anh cứ để em lo không vậy? Làm đàn ông thì phải biết tính toán làm ăn gì đi chứ. Em à, chỉ có làm theo kế hoạch đã bàn. Khi nào có tiền, có vốn, anh sẽ làm ăn kiếm tiền cho em coi. Vụ căn nhà dưới quê sao rồi? Đến lúc này, Tư Hợi mới mở túi, rút tờ chủ quyền nhà đất, chìa ra trước mặt ba cà chớn. Hai mắt gã đàn ông sáng lên ngay tức thì, khi nhìn thấy cái thứ giấy tượng trưng cho tiền bạc đang phe phẩy ngay trước mắt. Gã ngồi nhõm dậy, nói liền. Đưa anh đem cầm cho, lấy 100-200 triệu xài mút chỉ, tới sàn năm luôn á. Vừa nói, gã vừa vươn tay ra chộp lấy. Nhưng nhanh như cắt, Tư Hợi đã rụt tay lại và cất ngay vào túi sách. Chỉ nói một cách thản nhiên. Ai mua luôn thì bán, chứ em không có cầm. Tại sao? Đất dưới quê khó bán lắm. Nhưng cầm 100-200 triệu thì dễ như ăn gỏi hả? Tư Hợi đáp lại tỉnh bơ. Em không cầm, vì cầm là mất luôn. Nhiều tiền đó sao đủ vừa làm vừa ăn xài, rồi lấy tiền đâu chuộc lại? Không được, để em bán lấy ít nhất 1 tỷ. Ba cà chớn tròn mắt nhìn con đàn bà ngay trước mặt. Gã chỉ nghĩ đây là loại phụ nữ dại dột, chỉ biết yêu thôi, chả biết gì. Nhưng không ngờ nó đủ thông minh để phản bác lại với lý lẽ thuyết phục đến thế. Gã cố lấy giọng ôn tồn để giải thích. Em phải hiểu nè, có một vùng đất nông nghiệp như thế thì sao kiếm được tiền tỷ? Hơn nữa, với đó khỉ ho cò gáy, ai thèm ngó? Bây giờ mà đem rau thì tới sang năm cũng chưa chắc có ai hỏi, chứ nói gì bán, rồi lấy tiền đâu xài? Còn với 100-200 triệu thì coi như người ta cầm rồi bỏ đó chờ thời thì có thể. Hiểu chưa cưng? Em còn ngây thơ lắm. Nhưng điều ba cà chớn không ngờ là Tư Hợi đã chẳng còn như trước, và nhìn gã bằng ánh mắt khác hẳn. Với chị thì bây giờ tên đàn ông này chỉ là một con đực mất dạy, một thứ cô hồn cát đảng, không hơn không kém. Nhất là từ khi hình tượng sung mãn mười khá xuất hiện, thằng ba này chỉ nghĩ tới ăn xài chứ đâu có chịu làm gì khác. Ít ra thì chồng người ta còn hào phóng bỏ tiền ra mua cho chị vài bữa ăn, chứ còn cái thằng này chỉ có trần xì cái gậy ăn mày. Lúc trước để nó chọc phải thì cứ cho là ngu đi, thì cũng chỉ ngu lúc đầu thôi. Giờ thì chưa biết mèo nào cắn miểu nào. Đó, bỏ đi mấy ngày với con kia, nó chơi cho chán chê, mê mỏi, rồi cũng đá đít, chứ quý báu gì. Chị đâu có ngu để nó ăn trên đầu trên cổ lần nữa. Thấy người tình ngồi trầm ngâm khá lâu, nghĩ nàng đang thấm thía lời khuyên răn dạy bảo của mình, nên gã đàn ông cũng im lặng kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng thì Tư Hợi cũng lên tiếng. Anh biết ai mua bán cầm thế nhà đất không? Nói thiệt thì anh cũng không rành lắm, chỉ biết có 2 chỗ thôi hả? Chỗ nào? Nói ra em đừng la nghe. Anh cứ nói, chuyện mua bán thôi mà. Tốt lắm, theo anh thì đem cầm cho cái con nhỏ hôm trước anh quen đó. Nó chuyên cầm thế, cho vay chuyên nghiệp đó. Đưa nó cái sổ này thì có thể ôm về tới 200 triệu. Ok. Tự nhiên Tư Hợi nóng bừng cả mặt mũi,
Hình như chị đã nghĩ ra nguyên nhân thằng chó này lại mò về đây. Lạng quạng không khéo nó ăn cắp mất tờ giấy này là khốn nạn. Nghĩ tới đó, bất giác Tư Hợi nắm chặt hai cái quai giỏ sách. Chị nghĩ bụng: hôm nay tao hưởng lạc với mày một bữa chán chê, rồi mai biến, cho mày đi ăn mày luôn. Chị điềm tĩnh hỏi tiếp: để em suy nghĩ cho kỹ đã, có gì mai sẽ đưa anh đi cầm. Được, nhưng đừng nghĩ gì bậy bạ nghe. Anh bỏ con đó rồi, nó tính dữ lắm em mà. Tư Hợi rủa thầm trong bụng: sống ở đời ai mà không tính. Bộ mày không tính sao? Chứ bộ cho mày chơi không thôi hả? Đồ láo toét, không biết ngượng. Chị nhìn ra sân hỏi bần quơ: vậy còn chỗ thứ hai là ai? Ủa, em cũng ở dưới quê mà không nghe nói gì sao? Tư Hợi chợt nghĩ ra liền, nhưng vẫn làm bộ nói: không, em đâu có nghe. Thì con sáu bông đó, nó là tay tổ ở làng mình, ai không biết. Em khờ thiệt. Thế này nha, nó vừa là chủ hụi, mua bán nhà đất, cho vay nặng lãi, cầm cố, thế chấp. Ô thôi, cái gì ra tiền là nó mần hết. Sư tổ đó. Tư Hợi reo lên: ủa vậy hả? Em đâu có biết. Hay là đem về bán cho nó? Chẳng thà bán rẻ cho người cùng làng, dù có rẻ một chút nhưng cũng được nhiều tiền hơn là đem cầm, đúng không? Gã đàn ông gật gù: em nói có lý. Vậy bao giờ em đi? Phải hôm bữa về quê gặp nó luôn thì giờ khỏe rồi. Trời, anh nói mới biết, chứ hôm đó em làm gì nghĩ ra được. Thôi, sáng mai đi sớm. Nhưng ba Cà Chớn kêu lên: rồi còn anh thì sao? Thì ráng ở đây chờ em, chậm lắm là 3 ngày nữa thôi, em về tới mà. Không phải, không đóng tiền nhà thì làm sao người ta cho ở? Năn nỉ họ đi anh, rồi chờ em về. Được thôi mà, không đến nỗi bị đuổi ra đường đâu. Miệng thì nói vậy, nhưng Y Thị vô cùng thích thú khi tưởng tượng cảnh ba Cà Chớn bị tống cổ ra khỏi phòng trọ. Tư Hợi trấn an gã: nếu sáu bông không chịu mua thì em cầm luôn. Dứt khoát phải có tiền bằng mọi giá, nên anh đừng lo hen. Ba Cà Chớn có vẻ hơi yên tâm hơn nên gật đầu. Giờ thì gã lại nghĩ tiếp tới chuyện hưởng lạc. Bây giờ làm gì hả cưng? Anh đi mua đồ nhậu đi, phải ăn mừng cái tờ giấy này chứ. Em còn chút tiền đây nè. Ừ được rồi, để anh đi cho. Em ở nhà tắm rửa sạch sẽ, mát mẻ đi, để lát gì anh ăn cho ngon. Ăn cái gì? Thì ăn em chứ ăn cái gì nữa mà hỏi. Hay, sao ăn hoài không ngán vậy cả. Đồ quỷ nè. Sáng sớm hôm sau, mới 5 giờ, Tư Hợi đã chuẩn bị rời khỏi phòng. Ba Cà Chớn vẫn còn nằm vật dựa trên giường. Gã hoàng tay ôm lấy eo người tình với vẻ quyến luyến không muốn rời. Đi nhanh, mau xong việc về sớm nha em. Dạ, em để lại 200 ngàn trên bàn đó. Em hết tiền rồi, chỉ còn đủ về xe. Ở lại đừng buồn nghe anh. Lần này thì Tư Hợi biết không còn bao giờ quay lại đây nữa, nên chỉ rảo bước đi nhanh ra khỏi xóm trọ, cố thoát khỏi ba Cà Chớn càng xa càng tốt. Nói cho cùng, dù sao thì cũng nên cảm ơn gã đã dốc hết sức lực cung phụng cho chị 2 ngày 2 đêm cuồng nhiệt, thỏa mãn chưa từng thấy. Ngồi trên xe đò, Tư Hợi thở phào và nở một nụ cười mãn nguyện. Với tờ giấy nhà này, cuộc đời Tư Hợi sẽ thay đổi. Có tiền thì thiếu gì nơi để đi, thiếu gì đàn ông để ngủ. Chị ngồi dựa ngửa trên xe, nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác khoan khoái còn lưu lại trong cơ thể từ 2 đêm trước. Ôi, cuộc đời vẫn đẹp sao.
Sáng nay, cô cò bàn với ngoại về dự tính mua một chiếc xuồng nhỏ để đi câu. Bà ngoại suy nghĩ một lát rồi góp ý. Bây đi câu hai đứa lại chưa quen chèo xuồng. Theo ngoại thì nên mua một chiếc tâm bản thân rộng một chút cho nó vững chãi. Dạ, con có hỏi chú Bảy Chài, mua loại đó mắc hơn xuồng nhỏ nhiều đó ngoại. Nhiều là bao nhiêu? Dạ, mua xuồng nhỏ bằng nhựa composite gì đó, chỉ cần 2-3 triệu là mua được hà. Còn xuồng ngoại nói thì mắc tới gấp đôi, rồi kể cả máy đuôi tôm công suất lớn hơn cũng nhiều tiền hơn, lại còn phải mua lưới rồi mấy thứ linh tinh nữa. Bà ngoại kiên nhẫn thuyết phục thằng cháu. Ngoại còn giữ của con tới 19 triệu, nhiều đó dư quá rồi. Mà thậm chí nếu có thiếu thì ngoại cho thêm. Dù sao ngoại cũng còn chút nữ trang để dành mà. Mình sắm đồ xài lâu dài nên mua một lần cho đáng, biết không? Cu cò reo lên. Chà, ai già ngoại còn có vàng nữa. Giàu ghê nha. Dạ, con sẽ nghe lời ngoại. Thằng Cú Kiềm nãy giờ ngồi im lặng hóng chuyện, giờ mới xen vào. Vậy hôm nào mình đi mua hả anh hai? Em nôn thấy xuồng mới ghê. Lát trưa ngủ dậy, tụi mình qua nhờ chú Bảy Chài dắt đi coi, rồi mua luôn. Liêm Kiềm reo lên. Em thích quá hà. Trong khi mấy bà cháu đang bàn luận sôi nổi về ý định mua sắm công cụ làm ăn và những dự tính công việc mới của hai nhóc Cu Cò và cá Liềm Kiềm, thì Tư Hợi đã về tới làng. Nhưng chị không vô thẳng nhà mà tới gặp Sáu Bông trước. Đã là giờ trưa, sau khi ăn cơm xong, cô Sáu gọi con gái lên phòng khách ngồi nói chuyện. Biết mẹ sẽ tra hỏi về vấn đề cá Liềm Kiềm nên bé Lại tỏ ra e dè, cảnh giác. Cô Sáu hỏi con. Có thật là Cu Cò không dắt Cu Kiềm về ngoại chứ? Dắt theo chi hả má? Thân cò còn chưa lo nổi thì dắt theo ai được chứ? Má không thấy nhà bà ngoại nghèo thấy mồ sao? Vậy là nó trốn về nhà nó rồi. Con coi lúc nào rảnh chạy qua nhà ba má nó coi sao, rồi về báo cho tao biết. Dạ, để mai con đi. Nè, còn bà dịch 1.000 con, sau khi tiêm vaccine xong thì lo thả tụi nó ra đồng, nghe chưa? Mày chăn nổi không? Hay lâu nay ăn ở không, lú xương rồi? Dạ, con biết rồi. Con không làm thì ai làm? Cũng tại má hết đó. Cái gì tại tao? Nhưng ngay lúc ấy thì có bóng ai lấp ló ngoài cổng, làm chó sủa sùm. Bé Lại nhìn ra, thấy Tư Hợi thì giật mình. Nó kêu lên. Ủa, má Cu Cò, bà tới đây làm gì kìa má? Sáu Bông tự dưng phát bực nên cằn nhằn. Con mẹ này tới đây chi vậy ta? Thằng Cò có còn ở đây đâu. Mày ra mở cổng cho bà đi. Dạ. Sau khi đưa Tư Hợi vô, con bé Lại cũng ngồi vô trong góc nhà kín đáo hóng chuyện. Tự nhiên nó thấy lo ngại cho Cu Cò và bà ngoại, vì hình như nó chỉ nghe người ta nói xấu về cái bà này, toàn là những chuyện trời ơi đất hỡi không hà, chẳng có cái gì tốt lành hết. Vừa thấy cô Sáu, chị Tư đã chào hỏi một cách kính cẩn khác thường. Dạ, em chào chị. Sáu Bông trố mắt ngạc nhiên. Ê chà, mẹ này bữa nay định dở chứng gì đây mà sao trịnh trọng bất ngờ vậy cả. Cô cũng gật gật đầu đáp lại cho phải phép. Kiếm tôi có chuyện gì không? Dạ, dĩ nhiên là có chuyện quan trọng thì mới làm rộn chỉ 6 giờ trưa thế này chứ. Chuyện gì? Nói đi. Tư Hợi cũng chẳng thèm rào đón nữa. Nói nào ngay, giờ trưa nắng hốc mỏ mà mẹ này cũng không chịu sai con rót cho ly nước thấm giọng nữa chứ. Chị đằng hắn rồi vô thẳng vấn đề. Em nghe nói chị Sáu có mua bán nhà đất nữa phải không? Cô Sáu giật mình. Chà, con mụ này mà bữa nay cũng bàn tới chuyện vĩ mô nữa hả ta? Chắc sắp chuyển mưa rồi quá. Cô tò mò hỏi.
Dĩ nhiên là có rồi. Mà chị Tư có đất ở đâu muốn bán hả? Hay là tính mua? Dạ, em thì tiện đâu mà mua. Chỉ bán thôi chị. Được, nhà đất nào tôi cũng mua hết á. Cứ có giấy tờ hợp lệ và phải giá thì thu thôi. Nào, chị bán đất ở đâu? Của ai? Còn của ai nữa? Nhà em đó chị. Cô Sáu ngờ ngợ, còn bé Lài cũng đang cố lắng tai nghe. Là nhà nào? Trời đất, nhà má em chứ nhà nào nữa. Sáu Bông giật mình, suýt nữa là tụt luôn xuống ghế. Còn con bé Lài thì gõ đầu vô tường một cái bộp đầu điếng. Trời ơi, nguy cho ngoại với cu cò rồi. Nhưng bất ngờ Sáu Bông lớn tiếng phản bác. Nhà đó sao chỉ có quyền bán được chứ? Nó vẫn chơi hoài. Sao không hả? Chị nói đi. Đất nhà ngoại là đất hộ gia đình, do bà đứng tên chủ hộ, khai cùng ngày với đất của ba má tôi, nên tôi rành lắm. Sao không biết được chứ hả? Tư Hợi cười khẩy, vì thấy hình như mình đang bị coi thường quá lắm. Chị ta móc từ trong túi sách lấy ra cuốn sổ chủ quyền, quẳng lên bàn một cái bẹt ngay trước mặt Sáu Bông, nói sẵn giọng. Nè, coi đi bà nội, khi dễ tôi hả? Sáu Bông cũng có vẻ hơi chột dạ, lo lắng một chút. Cô lật đật cầm cuốn sổ lên xem. Nhưng rồi, gương mặt cô liền giãn ra ngay tức thì và cất tiếng cười sằng sặc. Tưởng sao, đúng y như tôi nghĩ. Cho tôi hỏi chị nè. Tư Hợi bực mình. Chị nghĩ cái gì? Hỏi gì thì hỏi đi. Có phải đất này ngày xưa là do ông bà ngoại đứng tên chủ sở hữu đầu tiên phải không? Phải. Thì sao chứ? Nhưng bây giờ có tên tôi ở trỏng. Sáu Bông cười chế giễu. Chị có biết đọc, biết luật hay không? À quên, chị mù chữ nào giờ mà. Thế này nhé, tôi không hiểu là bằng cách nào mà chị nhét được cái tên mình vô đó. Có lẽ trong cái đợt cập nhật cách đây khá lâu, chính quyền bổ sung tên tuổi người cùng trong một hộ gia đình, nên ghi thêm đồng sở hữu là chị theo lời yêu cầu vô trọng. Nè, tên chị chỉ được ghi thêm trong phần cập nhật phía sau này thôi. Chủ hộ vẫn là bà ngoại mà. Điều đó có nghĩa là nhà đất này không phải của riêng chị. Nếu muốn bán thì phải có sự đồng thuận của tất cả mọi người trong hộ, kể cả thằng cu cò cũng có quyền. Hiểu chưa bà nội? Nghe tới đó, con bé Lại vỗ tay reo mừng, làm ai cũng quay lại nhìn. Ủa vậy hả má? Hay quá đi. Tư Hợi tức giận nói, cái con nhỏ này mày biết gì mà xía vô. Vậy là chị từ chối không mua phải không? Không mua thì tôi bán cho người khác, thiếu gì người. Cô Sáu nhíu mày, cố gắng phân giải. Phải, đúng là không có thiếu người, chỉ là vấn đề giá thôi. Với lại, ai là người có quyền ký bán? Điều đó mới quan trọng. Luật đất đai bây giờ cũng đã chặt chẽ hơn trước nhiều rồi. Chị không có tùy tiện làm gì được đâu. Mà sao chị lại đòi bán nhà của cha mẹ chị? Đó là đất Hương Hỏa mà. Bán mặn tội lắm nha. Rồi bà ngoại với thằng cu cò nữa, họ sẽ ở đâu? Chị tính đuổi cả nhà ra đường cho chị ôm tiền tỷ đi hả? Ngoại già rồi, cho bà sống vui vẻ thêm ít năm nữa đi. Chị làm vậy mang tội lúc đầu nó nha. Người đàn bà này nói một cách dửng dưng. Vụ đó chị thắc mắc làm gì? Chuyện nhà tôi tự tôi biết cách giải quyết. Nào, tôi hỏi lần cuối, chị có mua không? Hay là nếu tôi muốn cầm thì chị có chịu cầm không? Sáu Bông thấy sự ác cảm về con mẹ tồi bại này càng ngày càng tăng lên. Đúng là thứ lang tâm trắc nết, chỉ biết nghĩ đến cái thân mình. Nhưng cô cũng bình tĩnh trả lời. Thôi bây giờ như vậy, tôi sẽ mua lại toàn bộ nhà đất này với giá 1 tỷ, với điều kiện là cả bà ngoại lẫn cu cò đồng ý ký vào thỏa thuận chuyển nhượng.
có công chứng đàng hoàng. Còn cái vụ cầm cố thì thôi đi, vì nếu có cầm thì với cái kiểu ăn không ngồi rồi như chị thì tiền đâu mà chuộc. Nuôi trai mau hết tiền lắm, chắc chị biết rồi mà, phải không? Lúc đó tôi ôm xô mệt nghỉ, thôi không muốn đâu. Tứ Hợi đập tay lên bàn. Nè con mẹ này, ăn nói cho đàng hoàng nghe. Lời thật hay mất lòng mà, xin lỗi nghe. Nhưng rõ ràng là chị ta vẫn chưa thôi ý định, nên hỏi tiếp. Nếu có má tôi với thằng cò ký vô thì bán được liền ha. Chị nói mua 1 tỷ phải không? Nhớ nghe. Sáu Bông tỏ ra ngao ngán. Chị về nhà họp gia đình thảo luận lại đi. Có gì sáng mai qua đây gặp tôi. Ngay sau khi ký xong giấy tay ngoài xã, tôi sẽ trả trước cho chị 300 triệu. Sang tên xong, chồng hết tiền luôn. Đồng ý chưa? Người đàn bà bần thần đứng dậy, nói câu cuối cùng trước khi ra về. Được, nói giữ lấy lời nha. Tôi sẽ bắt mấy người đó ký, chờ đấy. Tư Hợi uể oải lết ra khỏi cổng, vừa khuất dạng. Bé Lại nhảy lại gần mẹ kêu lớn. Má, sao má đòi mua nhà bà ngoại? Rồi hai người họ ở đâu? Má ác vừa chứ. Nhưng Sáu Bông nắm vai con bé thúc giục. Con làm sao chạy lẹ về nhà ngoại cu cò trước khi con mẹ kia dìa tới? Giải thích sao cho nhanh và ngắn gọn, nhưng phải đầy đủ ý, cho họ hiểu nguy cơ sắp mất nhà tới nơi để còn tìm cách đối phó con mẹ kia. Con làm được không? Con bé trố mắt nhìn mẹ ngơ ngác. Ủa, má xấu là gì vậy? Sao lúc này lúc khác? Khó hiểu quá à. Thấy con nhỏ còn đứng đó, Sáu Bông ẩy vai con bé thúc giục. Chạy đi mau lên, trễ bây giờ. Chạy cho lẹ nghe con. Bé Lại như sực tỉnh, nó phóng ra đường, rồi rẽ vô đường tắt chạy như bay tới nhà ngoại và cu cò để phi báo chuyện tồi tệ sắp xảy đến. Sáu Bông có vẻ bần thần, cô lẩm bẩm. Đồng ý tiền là trên hết, nhưng phải đường đường chính chính, không được giở trò lừa đảo khốn nạn với ngay chính người thân của mình. Đúng là cái đồ bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa mà. Mình dù có ác cỡ nào cũng không bao giờ tán tận lương tâm muốn đẩy cả mẹ lẫn con ruột ra đường như thế. Cái quần khốn nạn mà. Thưa các bạn, câu chuyện đang chuyển hướng và sắp tới sẽ còn nhiều tình tiết bất ngờ. Mời các bạn đón nghe tập 5 trong đợt phát hành kế tiếp. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn.